Hi, hello mọi người, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh của YouTube của Chuyện Đời Thường ngày hôm nay nha mọi người. Lại là một câu chuyện nóng xoay quanh tới cái người phụ nữ mặc áo tím, áo lam đó mọi người. Đã xuất hiện trong buổi livestream của cô Hằng và cô Hằng đã nói trong buổi talk show là người này là người của Việt Tân đó. Và câu chuyện thực hư như thế nào thì ngày hôm nay đã có kết quả đó nha mọi người. Thì trên trang của Nguyễn Sinh thì Nguyễn Sinh đã tiết lộ một sự thật về cái bà áo tím áo lam này và cô Hằng cho là người của thằng Việt Tân đó. Thì để giải đáp thắc mắc cho cô chú anh chị thì không biết là đây là thông tin thật hay không, nhưng mà Nguyễn Sinh đã đăng trên trang chính chủ Nguyễn Sinh của mình nha mọi người. Thì đây là một cái chi tiết và một cái thông tin cực kỳ gọi là gây chấn động luôn. Thì mời mọi người nghe cái bài đăng của Nguyễn Sinh rồi mọi người sẽ đánh giá nghe cô chú anh chị. Rồi thì em sẽ chia sẻ là cái bài đăng của Nguyễn Sinh cách đây khoảng 1 giờ rồi mọi người. Người phụ nữ mấy ngày qua mà được cho là người của tổ chức phá hoại Việt Tân có tên thật là Trần Thị Đời, quê ở Hậu Giang. Thì bà này là tên Trần Thị Đời và quê ở Hậu Giang nha mọi người. Đó, và đây là được đăng trên trang của Nguyễn Sinh nha mọi người. Bà Đời có chồng và hai con gái. Vài tháng trước bà Đời nói với người thân rằng muốn ra gặp bà Nguyễn Phương Hằng vì bà rất hâm mộ bà Hằng. Sau khi đến Đại Nam thì xảy ra tình huống như mấy ngày hôm nay mà các anh chị đã thấy. Từ sau phiên live của bà Nguyễn Phương Hằng, bà Đời đã được cơ quan chức năng mời lên để làm rõ một số nội dung liên quan đến câu chuyện xung quanh buổi talk show. Cũng theo gia đình, bà Đời tâm lý không được bình thường, mang bệnh từ vài năm trước. Khi gia đình hỏi về sự kiện hôm đó, bà Đời trả lời rằng ra hỏi bà Hằng, nếu bà Hằng chết thì cô chết, cô sẵn sàng đi tù vì tù ở Sài Gòn sung sướng hơn tù ở quê. Cái này mới không biết là thông cảm hay nên vô cảm nè thưa cô chú anh chị. Thì qua những cái bài viết của Nguyễn Sinh và những cái lời lẽ trong này á, thì cho rằng bà này là bà tên Lê Thị Đời và quê bà ở Hậu Giang như cô chú anh chị. Và cũng theo gia đình, bà Đời chia sẻ bà Đời tâm lý không được bình thường đó, mang căn bệnh từ vài năm trước. Thì gia đình của bà Đời có hỏi bà Đời là sau khi gặp cô Hằng cái sự kiện nó xảy ra như thế nào. Thì bà nói là nếu bà Hằng chết thì cô sẽ chết, cô sẵn sàng đi tù vì đi tù ở Sài Gòn sướng hơn ở quê nha mọi người đó. Thì không biết cái này là câu chuyện nó thật hư như thế nào, nhưng mà mình thấy Nguyễn Sinh đã đăng trên cái tab cộng đồng của trên cái bài viết chia sẻ trên trang Facebook chính chủ Nguyễn Sinh Tích Xanh của mình. Thì rất là rõ luôn rồi mọi người. Thì đây đây là một cái gọi là một cái giải đáp thắc mắc cũng hơi bị hoang mang đó cô chú anh chị. Tại vì bà này là gia đình nói là bị bệnh và tâm thần không ổn định, tức nghĩa là bà này đang có dấu hiệu bị tâm thần đúng không cô chú anh chị. Thì người tâm thần thì nói chuyện thì mình cũng không biết như thế nào. Thì cô Hằng cũng đâu biết bà này là bị tâm thần. Nếu giả sử bà này bà bị thần kinh, bà bị như vậy và bà phát ngôn như vậy thì cô Hằng bà bác bỏ đi những lời của bà này thì đó là cũng là câu chuyện quá bình thường đúng không mọi người. Thì đó là giải đáp thắc mắc cho cô chú anh chị, nhưng mà mình không biết là thật hư đó. Nguyễn Sinh là chia sẻ thông tin từ đâu và từ đâu Nguyễn Sinh có những thông tin này, thì mình chờ bên phía cơ quan chức năng coi có công bố như thế nào hay là bên báo chí có đưa tin như thế nào hay không. Chứ thật sự bây giờ nếu bà này là bị tâm thần thì mình nghĩ là bà này bà cũng là dạng tâm thần mà yêu cô Hằng, mến cô Hằng, và bà có những cái phát ngôn và những cái lời nói sàm bậy thì bà này cũng không có tác dụng gì hết cô chú anh chị đúng không mọi người. Thì cô Hằng cũng chia sẻ thôi những cái lời của bà này thôi đó, và cho rằng những cái lời của bà này là nói là bà ở bên của tổ chức Việt Tân đó, thì bà này là bà không nhận thức được hành vi của mình thì chắc chắn là bà này bị tâm thần rồi đó đúng không mọi người. Thì cơ quan chức năng cũng bó tay với bà này. Thì mình theo cái bài đăng của Nguyễn Sinh thì mình nghĩ như vậy. Thì đây là một cái giải quyết thắc mắc cho cô chú anh chị, và mình sẽ chờ bên cơ quan chức năng có những cái công bố như thế nào hay là có những cái bài báo chia sẻ như thế nào thì mình sẽ đợi chờ thôi nha mọi người. Còn câu chuyện này được khép lại rồi, còn một số những cái luận điệu của những cái thằng mà thành phần mà chống phá cô Nguyễn Phương Hằng cũng như chú Quỳnh Quy Dũng đã kích vào cô Hằng á, thì cho cô Hằng là đem dựng cái người này lên. Thì có hỏi cô chú anh chị, nếu mà bà Nguyễn Phương Hằng bả dựng người phụ nữ lên bả được cái gì mọi người? Bả đâu được gì đúng không cô chú anh chị. Nếu mà bà tự dựng người của bà, lỡ có một ngày nào đó thì người này được cơ quan chức năng người ta mời lên thì sẽ khai như thế nào? Thì khai ra bà Nguyễn Phương Hằng mướn bà, thì bà Nguyễn Phương Hằng là người sẽ mang tội đúng không? Và bà Nguyễn Phương Hằng bà đâu có mà người ngu tới mức độ đó cô chú anh chị. Một cái đầu của người ngàn tỷ, hàng trăm ngàn tỷ, thì không lẽ người ta ngu người ta đi mướn một người và lên dựng cái câu chuyện này
Vậy mà cũng có một số thành phần vô công kích là nói bà Hằng tự dàn dựng, đưa lính của bà Hằng lên, đưa cái bà này lên để thuê bà, để nói ra những lời như thế này. Thì ngày hôm nay chứng tỏ Nguyễn Sinh đã điều tra được và Nguyễn Sinh đã đăng cái bài như thế này. Thì đây cũng là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái mặt của những người mà đang u mê bất chấp, đang đi chống phá cho bà Nguyễn Phương Hằng. Đúng chứ mọi người? Quá là rõ ràng. Còn cái câu chuyện là đồn đoán bà Hằng là bị mời, bị bắt, bị giam giữ 24 tạm giam, bị triệu tập này nọ. Nhưng ngày hôm nay thì bà Nguyễn Phương Hằng bà đã xuất hiện ngày hôm nay tại Đại Nam và bà đi đó, bà đi chơi đây đó, được quay đăng lên các kênh YouTube, kênh TikTok rất là nhiều. Đó, thì đây là gì? Chứng minh là những gì trên không gian mạng nói về bà Hằng là rất là gọi là bịa đặt và vu khống. Thậm chí chị Lan mới lên một cái clip chửi bà Hằng cực kỳ nặng, mọi người, nói cô Hằng là con ngựa, con ngựa Nguyễn Phương Hằng. Thì cái bài đó em sẽ chia sẻ vào clip sau cho cô chú anh chị. Ngày hôm nay em muốn chia sẻ cái bài này để liên quan tới câu chuyện của Bảo Tím, là cái Bảo Lam, mà cái bà mà cô Hằng đã nói bà là tự xưng bà là người của Việt Tân và tới Nhật nhờ cô Hằng cầu cứu cô Hằng đi giải cứu ông Sư Minh Tệ và cùng đám người của ông Sư Minh Tệ xuống đường đó để lật đổ chính quyền này nọ, theo những gì mà cô Hằng đã chia sẻ những cái lời lẽ của bà này. Thì ngày hôm nay cô chú anh chị cũng thấy rất là rõ ràng, thấy rất là rõ ràng những cái người mà đang xuyên tạc, muốn chống phá, muốn công kích bà Nguyễn Phương Hằng thì mượn lợi dụng cái hình ảnh, lợi dụng những cái tin này để lật đổ, chống phá cô Nguyễn Phương Hằng. Thì cô Nguyễn Phương Hằng, mọi người đã biết rồi, cô đã đi công tác vừa qua thì cô đã rút ra được một cái kinh nghiệm và rút ra cái bài học cái nào nên nói và cái nào không nên nói. Và cô Hằng mình cảm nhận được đây là một người rất là yêu nước thương dân đó. Nếu mà một người không yêu nước không thương dân thì không ai mà bỏ hàng ngàn tỷ, hàng chục tỷ, hàng gọi là bạc tỷ đó mọi người, mình nói chung là bỏ bạc tỷ ra đi, bỏ bạc tỷ ra giúp người dân nghèo và mở quỹ mổ tim để cứu những trẻ em nghèo đó. Thì có hỏi cô chú anh chị, có cái người nào mà không yêu nước không thương dân mà đi làm những cái hành động này không cô chú anh chị? Mà bà Hằng bà cũng đâu có cần PR thương hiệu, bà làm gì thương hiệu bà có rồi đó. Nếu mà mình đã đặt câu hỏi với cô chú anh chị, nếu cô chú anh chị đóng vai là bà Nguyễn Phương Hằng, giàu có như vậy, tiền khủng khiếp như vậy, thì cô chú anh chị có rảnh mà đi lên làm những cái chuyện như thế này để cho người ta chửi cô chú anh chị không? Chỉ có một người thương dân, một người yêu nước, một người yêu mến trẻ em nghèo mới làm được cái điều này thưa cô chú anh chị. Chứ giờ bà mở quỹ mổ tim ra, bà tốn bạc tỷ, hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ đó, để giúp cho những trẻ em này, thì bà bị chửi, thì bà dẹp mẹ cho xong. Tại sao bây giờ bà phải mở lại? Tại vì cái tình yêu quê hương đất nước, cái tình yêu nước của mình, cái tình yêu thương dân nghèo của mình, muốn giúp cho những hoàn cảnh khó khăn để một mạng, cứu một mạng người bằng hơn xây 7 tầng bảo tháp mà cô chú nhị, đúng không? Nên cái hành động của bà Nguyễn Phương Hằng như vậy không ai bàn cãi được cô chú chị. Sau khi mới vừa đi công tác xa về, chơi liền 20 tỷ vô mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong khi đó có những người ở ngoài làm ăn kinh doanh rất là nhiều tiền, có ai làm không mọi người? Có ai bỏ như số tiền khủng như vậy chưa? Đúng chứ mọi người? Thì bà, nếu bà không thương dân, bà không yêu nước thì mắc cái gì bà phải bỏ một số tiền lớn như vậy? Tiền nó để bà ăn xài, bà đi ăn chơi phung phí không sướng hả? Đúng không mọi người? Mình nói cái gì mình cũng phải nhìn vào thực tế. Còn cái bọn kia nó thấy cô Hằng như vậy thì nó ghét, nó muốn chống phá, nó muốn hại những trẻ em nghèo, nó muốn cướp đi những sinh mạng của những đứa trẻ mà gọi là mang căn bệnh bẩm sinh, mà bệnh tim, bệnh não uống thủy, thì nó mới phá cho cái quỹ hằn hữu của bà. Trong khi mà nó phá cho quỹ hằn hữu, nếu mà đúng một người nào thì người ta sẽ đóng cửa, người ta nghỉ. Mắc cái gì tao có tiền tao bỏ ra tao cứu người mà tao còn bị chửi, tao còn bị mang tay mang tiếng thì ngu quá tao làm, đúng chứ mọi người? Nhưng mà tại sao bà Nguyễn Phương Hằng bà vẫn làm, bà tiếp tục cùng ông Quỳnh Duy Dũng, là chú Dũng là voi đó mọi người, hai vợ chồng tiếp tục đồng hành cùng các bệnh viện để giúp cho những trẻ em nghèo này. Những việc làm như vậy mà mọi người không yêu mến, không ủng hộ thì mọi người ủng hộ cái gì? Còn trong khi nói mình là fan của ông thầy Sư Minh Tệ, fan thầy Sư Minh Tệ mà đi chửi bà Nguyễn Phương Hằng, khi bà Nguyễn Phương Hằng chưa động phạm tới ông Sư Minh Tệ, chỉ có mới kêu tên lên thôi, mới kêu tên nhà Sư Minh Tệ thôi. Tôi sẽ nói đúng cái nào sai. Đúng, một con người thì phải có đúng có sai mọi người. Ông Sư Minh Tệ không có là người chứ, chứ không phải đâu là thánh thần gì đâu, đúng không cô chú vậy? Mà mọi người cổ xí, mọi người làm quá cái vấn đề ông là một người Phật sống, đó, một vị chân tu thật Phật sống. Ông vị chân tu là đúng, ông tu hành một cách gọi là không, gọi là ông bỏ hết, ông không tham sân si, ông không có kêu gọi cúng dường hay là làm cái này cái nọ thì mình công nhận. Nhưng mà ông không có giúp được người dân nghèo cái gì, tại vì ông đâu có gì đâu giúp, ông chỉ dạy cho ta thấy được
cái cách sống của người tu hành đó. Và mình biết thế nào là tu cho nó đúng mực. Ổng tu theo cái dạng khổ hạnh ép sát đó. Thậm chí người ta đánh ổng còn không đánh lại, và người ta chửi ổng cũng đâu có đối tiếng nào, đúng chưa mọi người đó. Nhưng mà ổng không giúp được người dân cái gì cả, chỉ cho ta thấy được điều là những cái thằng ma tăng nó đi trái với là cái đạo đức của Phật, đúng chưa mọi người. Thì như vậy chúng ta ủng hộ sư Minh Tuệ thì chúng ta không có cái lý do gì mà chửi bà Nguyễn Phương Hằng. Tại bà Nguyễn Phương Hằng bà đâu có làm gì xúc phạm, động phạm tới ông sư Minh Tuệ. Bà chỉ kêu tên ông sư Minh Tuệ lên, nói là 50% người ủng hộ ông sư Minh Tuệ và 50% không ủng hộ. Thì 50-50 này mình cũng đã giải thích với cô chú anh chị rất là nhiều. 50 là gì? 50 tức nghĩa là 50 người, 50% là ủng hộ thầy về cái cách tu tập của thầy, và cho chúng ta nhận biết được cái cách tu của thầy là đúng, tu chân chính, tu không bỏ tham, gọi là bỏ tham sân si, buông bỏ tất cả. Và 50 người thì tại sao là ghét ông sư Minh Tuệ? Tức là 50 người này đang ủng hộ cho những thằng ma tăng, và trong 50 người này có là đệ tử của ma tăng. Thì ma tăng nó làm cái gì? Nó kêu gọi, nó thích cúng dường, nó thích chuyển khoản, nó kêu người ta bán nhà, thậm chí là cúng luôn cái nhà cho chùa, ra đường ở luôn đó. Và cúng tiền cho chùa là phải cúng mệnh giá cao, nó mới được phước nhiều. Và cúng tiền nhiều là phải đưa tín tay cho ông thầy trụ trì, và cúng càng nhiều thì đừng có tiết lộ ra, thì phước đức nó tăng gấp bội. Thì có những thằng sàm tăng nói như vậy, thì mọi người hiểu chưa? Mọi người hiểu cái vấn đề chưa? Đó. Yêu ông sư Minh Tuệ là mình phải hiểu cái nào đúng cái nào sai. Yêu ông sư Minh Tuệ thì bỏ cái sân si, bỏ cái gọi là cái tính hồ đồ đó. Thích ăn thì ăn, mà thích nói thì nói đâu được, tại vì người ta làm đúng. Bà Nguyễn Phương Hằng bà nói không có gì mà mình cảm thấy sai trong những cái vấn đề này hết, tôi như vậy. Bà chưa kêu ông sư Minh Tuệ bà chửi mà, đúng chưa? Bà chưa bao giờ chửi đó. Và bà đã khẳng định rằng bà không có ngu lần hai, ngu một lần chứ không ai ngu lần hai. Thì câu nói đấy thì mọi người cũng đã hiểu rồi. Bà sau khi bà đi công tác về, bà hiểu được là bà biết cái nào nên nói và cái nào nên không nên nói, và cái nào được nói và cái nào không được nói, đúng chưa cô chú chị? Bà bây giờ là bà chỉ bung tiền, bà giúp đời giúp người, bà đi nói về cái những góc khuất mà những người dân không biết không hiểu. Bà hiểu thì bà chia sẻ, nhưng mà tóm lại mình ủng hộ bà là cái cách bà giúp người nghèo, chi tiền thực tế. Còn những cái người không giúp được bà thì cứ gọi là mượn là danh sư fan của sư Minh Tuệ để tấn công bà, chửi bà. Câu view, câu like, mục đích cũng là bán hàng. Đó, chứ có mẹ gì đâu mọi người. Nó thực tế là như vậy, đúng không cô chú anh chị? Và bây giờ là con Lan nó mới lên nó chửi bà là một cái con Nguyễn Phương Hằng này, con Nguyễn Phương Hằng kia là con ngựa này nọ. Đó, và nó vu khống bà bị cơ quan chức năng gọi là triệu tập, không tới. Thì cái clip sau em sẽ chia sẻ cho mọi người. Thì bây giờ em chỉ muốn chia sẻ cái clip này về cái người phụ nữ bí ẩn này là ai và bà này như thế nào, do Nguyễn Sinh đã chia sẻ trên cái trang cá nhân của mình. Thì ok, một lần nữa cô chú anh chị cũng đã nghe hết video clip. Mọi người thấy ok thì mọi người hãy để là một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh giúp kênh nó có tương tác và phát triển hơn. Em hẹn cô chú anh chị vào video sau kế tiếp của em, nói về chị Đinh Thị Lan. Nó chửi bà Nguyễn Hoàng và du phóng xúc phạm như thế nào, và tại sao chị Lan lại còn ở ngoài như thế này. Ok, một lần nữa chào và hẹn gặp lại.